Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện dự và chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2024, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã bám sát nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều công việc trọng tâm đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể và sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Trong quý 1 đã cho vay số tiền trên 36,7 tỷ đồng với 758 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, chi phí học tập và tạo việc làm cho người lao động. Tổng số dư nợ đến 31 tháng 3 năm 2024 trên 748 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100,11%. Việc tổ chức phối hợp tuyên truyền về các chính sách tín dụng được quan tâm, tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời đến với các đối tượng hưởng thụ chính sách. Công tác kiểm tra giám sát, việc sử dụng vốn sau khi được vay, thực hiện nghiêm túc, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Tại hội nghị, các thành viên ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thảo luận, trình bày ý kiến xoay quanh những vấn đề khó khăn tồn tại trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác của hội đoàn thể, tổ tiết kiệm vay vốn, các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng. Đặc biệt, trong công tác đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng, tình trạng hộ vay bỏ đi khỏi địa phương, nhằm tìm ra các giải pháp tháo gỡ và thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2024.